anh ơi ngâm tiền trong thuốc kích dục rồi bỏ vô trong ví, rồi chúng nó ít nhau rồi đẻ ra con thì có phải là tiền ra thêm tiền không anh Hiếu ơi? Nhưng mà cái vấn đề là hả, mấy cái tiền đó của em đó hả, nó quan hệ tờ giờ, nó quan hệ qua cái đường nào má? Ví dụ bình thường nha, cái gì có lỗ thì mới đẻ được chứ tiền của mày lỗ ở đâu mày? Tiền nào có lỗ là nó hư rồi đâu có xài được. Ê tổn lộn, tiền nào mà có lỗ là nó bị lỗ đây đâu có xài được. Cái phím L em bị liệt. Trời ơi, anh tưởng là cái L em bị liệt không em? Thôi để Dương sau róm đẩy trước đi. Đây nè, đẩy trước á thì dễ ngụm lắm, đẩy trước thì dễ đi lắm á. Tôi nói mà, tôi nói đẩy trước dễ đi lắm. Ôi. Mai mốt mà mấy ông đi với lại một số cái cham nào mà nó không có kỹ năng di chuyển á, mấy ông cứ ưu tiên cho nó đẩy lính trước là kiểu nào lát nó cũng chết. Nhưng với một điều kiện là mấy ông phải binh cho cái rừng mình ra hỗ trợ nha. Như hồi nãy Hiếu binh là cái ông Hecarim mà tôi binh từ trước khi cái thế lính nó lui về một nhịp luôn á, là tôi đã binh trước rồi. Là cái đó gọi là setup mọi người. Trước khi lên nữa là mình đã đưa ra tín hiệu để cho Hecarim ổng biết là mình chuẩn bị đánh cái này, cũng như là mình sẽ giữ lính về để mình đánh. Thế là bà Minh Trọng nha, chào fan, chúc anh đọc comment này cái đội thua. Mày sống quá đời mày, cái mày mất dạy. Nghe tiếng mưa còn to hơn tiếng ông. Nhà tôi mái tôn mà mọi người. Ngủ mà hả, cái tiếng mưa này mà những người có tiền chưa chắc gì người ta còn có thể nghe được nha. Khoảng tầm mà khuya khuya á, mà khoảng 11 12 giờ đêm á mà trời mưa vậy là mấy ông ngủ là bao phê luôn. Hoặc là khoảng tầm mà 4 5 giờ sáng ngủ cái là lụm. Từ từ để tôi cha. Easy không mấy ông? Mấy ông thấy easy không? Chỉ cần mấy ông đẩy lính, xong cái mấy ông di chuyển xong mấy ông về, mấy ông farm, mấy ông đẩy lính, mấy ông di chuyển là cái con Lê Bà Lan của mấy ông khai thác bao full luôn. Ôi ớt. Trời đất cơ là trời, tôi bắt không được cái ông sờ bê bên đó mọi người. Đây rồi. Là sao? Ôi! À! Vẫn hụt vậy trời. Hên quá. Vẫn còn sống là được rồi. Má chối dính ổng được một trong hai giây xích là tôi lụm được ổng rồi. Mày đi. Trả giá liền. Chết thêm cái con mít nữa mày đi. Hay rồi. Để lính cho tôi. Để nó đi, tôi solo kill với sờ bay luôn cho. Tôi lậm mong sờ bay bên đó luôn ạ. Dám mà lại farm không? Không, không dám lại farm rồi. Không dám hứng luôn. Đây, lên cũ giá ông top luôn. Hay á. Mấy ông thấy dễ không? Mấy ông thấy game dễ không? Như nãy tôi nói, mấy ông chỉ cần đẩy lính xong, mấy ông di chuyển xong, cái ông về, mấy ông đẩy lính, cái mấy ông di chuyển, cứ vậy thôi mà mấy ông làm. Sao nàng chơi cái trò bẩn thỉu vậy? Lại chối hộp nữa. Lụm. Trời ơi, lụm. Đây, như tôi nói mấy ông chỉ cần đẩy lính là mấy ông di chuyển rồi mấy ông đẩy lính thôi là game bên đó nó tự cuốt. Cứ vậy mà làm. Cày lắm, tôi nói ông top bên đó là... Nè, ông top bên đó là... Ông top bên đó là vậy đó. Trời, cày lắm. Mà xui thôi. Lụm luôn không? Chạy đi đâu nữa cha? Ông Tư Salon. Trời, tôi tưởng ông đá cái đó là phải về mình hứng chứ ai về nó chết luôn chứ.
Cái gì vậy? Lụm nó luôn hả? Ông tính lụm nó trong chậu luôn hả? Xong ác độc quá. Đây nè, để tôi cho. Một hit nữa. Rồi ok, giờ đủ đi đi nha. Cũng được. Hello bạn Nguyễn Hải nha, chào fan. Hello bạn Nguyễn Minh Huy nha, hello bạn. Anh cảm ơn 75 sao của em, đẩy nó ra chưa? Mày đi, trời ơi, lên bà lăng quýnh vậy thì bên đó chỉ có cút thôi. Rừng bên đó hả? Lần mình nói chơi game vậy nè. Không lát, mày chỉ có đi. Lui về. Trốn liền mấy ông, núp liền, núp một bên liền. Mấy cái này cơ bản thôi. Chạy thôi. Lấm. Cái gì vậy? Có thật sự ổn không? Cũng bính lậu không? Có khiều chọc nhau cái gì không? Thôi như đó đủ rồi. Cái gì vậy cha? Không sao nha. Mấy cái này tôi mừng được nha. Cái gì vậy? Chơi mà nó chơi tàn nhẫn vậy đó. Người ta đang há biến ảo, người ta đang né đốt cái tiêu đốt vô. Hàng tập tiểu bất là sự. Ông này quá bất là sự. Ê nè, tôi chỉ mọi người cái này. Mọi người đứng ở đây, mọi người núp nè. Cái ông Echo, ông sẽ đi qua đây, ông đẩy cái đập lính này bằng trường dinh cũ, xong rồi anh em quy trình núp cầm cút nè. Ok dạ. Cái gì vậy cha? Ủa không có hả? Có thôi. Coi như chưa chỉ gì đi nha mọi người. Hình như tôi đoán là đây có quật đó nè. Chắc chắn có quật. Tại sao cũng không có quật luôn ta. Đó, cái quật ở đây nha. Tuy là nó không có cho tầm nhìn ra đây nhưng mà chắc tại cái quật đó. Cái gì mà châu bò vậy bà già? Nó combo QRE luôn không chết. Đi nha, cái W nó hơi thốn nha. Rồi cút luôn nha. Đây nha, quả này nha mọi người. Mình đợi Echo hả? Xài cái W để Echo mất cái E đã mọi người. Rồi ok nha. Bây giờ mình quay trở về mình quýnh Echo nha mọi người. Mọi người tránh xa cái bóng Echo đây mọi người, đợi một xíu nha. Echo chuẩn bị biến về, cái mình băng trụ dính cũ vô cái nó bị choáng, cái nó biến về không được nha mọi người. Đây nha, để Echo lướt qua đây cái mình chạy nha mọi người, chứ mình đâu làm được chứ đâu mọi người. Đây nha mọi người, cái khúc này Echo không hết E này nha mọi người. Đây ông Hikari quýnh ổng. Đợi ông nghe qua tường cái hả? Cái mình chạy tiếp nha mọi người, chứ mình làm có đâu. Cái gì vậy cha? Có thật sự là ổn không vậy? Cái này thì có ảo giác cơ. Cái gì mà nó dí tôi mà hai cái tường luôn vậy? Ủa giờ mới biết luôn, cái này giờ mới biết luôn á nha mọi người. Mặc dù tôi quýnh lên bà lăng lâu lắm rồi nhưng mà cái trường hợp này lần đầu tiên tôi mới gặp luôn á. Trời ơi là trời. Tại sao anh tên Hiếu vậy anh Hiếu ơi? Cái này chắc hỏi mẹ anh quá hả? Không chắc hỏi. Tôi nhớ rồi. Hồi đó tôi cũng có hỏi, kiểu như là tôi không biết ở đây mấy bạn như thế nào nha. Mấy bạn có bao giờ mấy bạn thắc mắc về cái tên của mình tại sao lại đặt là vậy không? Mấy lần hôm đó cái tôi có hỏi nhưng mà tôi không có hỏi ba hay mẹ nha. Mà cái đợt hôm đó là tôi hỏi bác của tôi. Tôi hỏi ông cậu kêu bằng anh Chí Tâm. Cái bộ đó tôi hỏi thì anh Chí Tâm của mọi người ông nói là vậy nè. Hồi đó là cái ông nội, tuy là ông nội là đi làm nhưng mà ông nội cũng thích nhậu nhẹt với lại thích chơi cờ bạc đó. Thì hồi đó là cái bộ phim đó là bộ phim trước đó nữa là đã hot một cái bộ phim mà mọi người biết cái bộ phim thần bài mà Lâm Thạch gì Thạch Chí Khang không? Mọi người biết cái bộ phim mà Thạch Chí Khang hồi đó không? Thạch Chí Khang hồi đó là ra mắt là năm 1990 mấy á, là cái thời mà tôi sinh ra luôn á mọi người. Xong cái hả tôi có tên là Thạch Chí Hiếu luôn, không hiểu luôn. Thì đặt cái tên sao nghe trong mình bài bạc chứ. One look, the heat is rising, and I've been cold for so long.